một người cán bộ đoàn. Tôi rất vinh dự và thật là tự hào khi là một trong những đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là một sự kiện chính trị vô cùng quan trọng. Tin rằng đại hội sẽ diễn ra trên tinh thần sáng tạo, trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Các đại biểu tham dự đại hội sẽ bầu chọn ra những đồng chí có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ vào ban chấp hành khóa mới, sẽ có những quyết sách lớn, những giải pháp hay để đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn. Mong muốn rằng ban chấp hành mới sẽ tạo thêm nhiều bước tiến mới và có thêm nhiều chương trình hành động mang tính đột phá, phù hợp với công tác đoàn hiện nay. Tôi mong rằng các chương trình hoạt động của tổ chức đoàn sẽ gần gũi, thiết thực hơn nữa, đáp ứng nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đoàn viên thanh niên học sinh, tạo ra được nhiều sân chơi bổ ích để các bạn phát triển toàn diện và lành mạnh. Từ đó tạo nguồn cán bộ đoàn, ngày càng có nhiều đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi mong ban thường vụ sẽ có nhiều kế hoạch và để tổ chức nhiều chương trình về giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng cho đối tượng đoàn viên là học sinh trung học phổ thông. Tôi cũng mong là sẽ có nhiều chương trình tư vấn hướng nghiệp có thể giúp cho nhiều bạn trẻ có được một cơ hội việc làm tốt hơn trong tương lai. Tôi mong muốn đưa các hoạt động phong trào thanh thiếu nhi về cơ sở đoàn nhiều hơn nữa, qua đó để tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên trong khu dân cư vào tổ chức. Và với thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, tôi mong rằng trong đại hội sẽ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức đại hội và trong thời gian tới sẽ ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa công nghệ thông tin vào các hoạt động phong trào của đoàn. Bản thân tôi cũng đang là học sinh, vì thế tôi mong rằng có nhiều chương trình như tổ chức các diễn đàn định hướng nghề nghiệp, tư tưởng, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tạo lập lối sống tốt đẹp trong thanh niên để thu hút các bạn trẻ trong độ tuổi thanh niên tham gia vào công tác đoàn của địa phương. Cần quan tâm đến chế độ chính sách ưu đãi đối với giáo viên làm tổng phụ trách đội để tất cả các thầy cô được yên tâm công tác, cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục, vì đàn em thân yêu. Tôi hy vọng ban chấp hành nhiệm kỳ mới tạo môi trường thuận lợi, đồng hành cùng với chi đoàn, chi hội để tập hợp thanh niên công nhân ở địa bàn dân cư. Từ đó giúp cho thanh niên công nhân tại địa bàn dân cư có môi trường để hoạt động tình nguyện và có những mô hình, giải pháp sáng tạo góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Hiện nay các em học sinh học tập rất nhiều, ít có thời gian để tham gia các hoạt động phong trào. Nếu có thì các em chỉ tham gia trên máy tính hoặc chơi game. Rất mong là tổ chức đoàn phối hợp cùng với ngành giáo dục có nhiều chính sách hơn nữa để giúp các em giải lao sau những giờ học căng thẳng. Tôi mong tỉnh đoàn sẽ quan tâm và hỗ trợ về mặt kinh phí để có thể tổ chức thêm nhiều buổi sinh hoạt hè cũng như những cái hoạt động trải nghiệm sáng tạo để cho học sinh tăng thêm kỹ năng và thư giãn sau giờ học. Trong thời gian tới, đại hội có thể đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang và chức đoàn thanh niên tại địa phương để nhằm tăng cường công tác bảo vệ chính trị trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm và nhận thức cho cán bộ đoàn viên về công tác xây dựng và củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững mạnh trong tình hình mới hiện nay. Sau đại hội, với mong muốn ban thường vụ tỉnh đoàn sẽ thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho cán bộ đoàn và bí thư chi đoàn khối trường học. Mong rằng trong nhiệm kỳ tới, đại hội sẽ đưa ra nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, nổi bật, phù hợp với xu hướng giới trẻ ngày nay để có thể thu hút được nhiều tầng lớp đoàn viên thanh niên tham gia, từ đó định hướng các bạn trẻ đến với đoàn. Là một cán bộ đoàn trường học, tôi luôn trăn trở với những hoạt động nhiệm vụ của mình, trong đó đặc biệt là công tác giáo dục cho đoàn viên thanh niên trong nhà trường về cái lý tưởng nhận thức kiên định, về lý tưởng cách mạng dồi dào, về đạo đức lối sống chuẩn mực và có tình yêu quê hương đất nước, có khát vọng nhiệt huyết và vươn lên. Đó cũng chính là những tâm tư và nguyện vọng của tôi gửi đến đại hội lần thứ 11 lần này. Tôi mong rằng đại hội có thể có những chương trình phát triển cho giới trẻ ở cơ sở về những tâm tư, lý tưởng, cách mạng và những giá trị nhân văn của Bác Hồ để lại qua những hình ảnh, truyện tranh hoặc là những câu chuyện ngắn cho các em có thể giáo dục được các bạn những tư tưởng phát triển. Về công tác giáo dục, tuyên truyền thì đoàn cần phải đổi mới mạnh mẽ cái nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục nhằm tăng sức đề kháng cho các bạn trẻ trước những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Thứ hai
và đoàn cần phải linh hoạt các hoạt động cũng như các buổi sinh hoạt chi đoàn chi hội cho phù hợp với từng khối đối tượng mà không phụ thuộc vào không gian cũng như thời gian mà vẫn đảm bảo cái hiệu quả hoạt động. Bản thân kỳ vọng đại hội sẽ có những quyết sách phù hợp để đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương đơn vị. Đoàn cần phải xây dựng các hoạt động, các chương trình, các cuộc thi, học thực, nghiên cứu học để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng cho đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Và hơn hết, chúng ta cần phải ứng dụng chuyển đổi số hóa trong công tác đoàn và phong trào thanh niên để góp phần xây dựng nền công nghiệp cách mạng 4.0. Tôi hy vọng rằng đại hội sẽ đề xuất ra những chủ trương, chính sách hỗ trợ cho thanh niên trong việc hướng nghiệp, ổn định việc làm để thanh niên có thể yên tâm tham gia các hoạt động của đoàn. Trong bối cảnh hiện nay, công nghệ số đang phát triển tích cực, các tổ chức đoàn hội cần phải đưa ra những giải pháp nâng cao ứng dụng công nghệ số trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tôi mong rằng đại hội sẽ đề ra những chương trình kế hoạch trong hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật, phòng ngừa tai nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và phòng ngừa đuối nước, cũng như những vấn đề mang tính thời sự khác, giúp cho các bạn trẻ được hiểu thêm những kiến thức về xã hội, đồng thời lồng ghép vào những phong trào văn hóa, văn nghệ để lan tỏa sự nhiệt huyết, tinh thần yêu thương, sự đồng cảm và sự tự nguyện cống hiến cho phong trào đoàn thanh niên của tỉnh nhà. Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, thì nhu cầu vui chơi giải trí, hưởng thụ đời sống tinh thần của người dân rất lớn. Từ đó đặt ra yêu cầu trong việc đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân. Với mong muốn bằng cả tâm huyết gửi đại hội, sẽ đem đến nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, giúp cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi có thêm những điều kiện tốt nhất để tham gia, phát huy tinh thần, xung kích, sáng tạo của mình trên tất cả các lĩnh vực. Kỳ vọng ban chấp hành nhiệm kỳ mới trên cơ sở kế thừa và phát huy những phong trào hoạt động của tuổi trẻ tỉnh nhà trong những năm qua sẽ mạnh dạn đẩy mạnh giáo dục tư tưởng của đoàn viên thanh niên, chú trọng vào công tác giới thiệu nguồn, xây dựng phát triển đảng. Đặc biệt, công tác đoàn phải gắn liền với công tác chuyên môn, xem việc hoàn thành chuyên môn là nhiệm vụ chính trị của mỗi đoàn viên thanh niên, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ cùng với tham vọng nâng tầm Bình Dương từ trung tâm sản xuất hàng đầu Việt Nam trở thành vùng đổi mới sáng tạo. Tin tưởng rằng đại hội sẽ lựa chọn và bầu ra những đồng chí có đủ năng lực và phẩm chất, mang trong mình một trái tim tràn đầy sự nhiệt huyết, tinh thần cống hiến hết mình, không quản mọi khó khăn, gian khó, để cùng nhau đoàn kết, hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ mà đại hội 11 đề ra. Luôn lấy sự quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh thiếu niên, nhi đồng là mục tiêu để đề ra và xây dựng các chương trình hành động của công tác đoàn, để đoàn thật sự trở thành người đồng hành, người dìu dắt lớp lớp thế hệ đoàn viên thanh thiếu niên nhi đồng. Tuổi trẻ Bình Dương.